Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 8 tháng 3 năm ngoái, chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines với 239 hành khách và phi hành đoàn đã mất tích trên hành trình từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh, Trung Quốc. Công cuộc tìm kiếm MH370 đến nay vẫn chưa có kết quả, cùng với nỗi đau chưa bao giờ nguôi của những người thân của hành khách trên chuyến bay. Một năm sau sự kiện MH370, chúng ta hãy cùng điểm lại tình hình dư luận và diễn biến mới nhất xung quanh MH370 đến thời điểm này qua phần tổng hợp của phóng viên Hữu Hưng từ Kuala Lumpur. Vâng, thưa quý vị, có thể nói là đến thời điểm này thì vụ máy bay MH370 mất tích là một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử hàng không. Và xung quanh vấn đề này thì hiện có 3 luồng dư luận chính. Trước hết là từ phía chính phủ Malaysia. Sau một năm tìm kiếm và kết quả là gần như không tìm ra bất kỳ một dấu vết gì, thì hôm 29 tháng 1 vừa qua, chính phủ Malaysia đã chính thức tuyên bố là MH370 là một tai nạn và không còn ai sống sót. Tuy nhiên thì công việc tìm kiếm máy bay MH370 vẫn đang được tiến hành ở khu vực biển Nam Ấn Độ Dương. Dự kiến thì chiến dịch tìm kiếm này sẽ kết thúc vào tháng 5 năm nay và người ta vẫn chưa thể quyết định là sẽ làm gì tiếp theo khi mà kết quả tìm kiếm vẫn là con số 0 như hiện nay. Và luồng dư luận thứ hai là đến từ phía gia đình và người thân của hành khách trên chuyến bay. Đến nay, họ không chấp nhận kết luận mà các nhà chức trách Malaysia đưa ra. Họ nói là họ sẽ không từ bỏ hy vọng cho đến chừng nào tìm ra được dấu vết để cho biết là điều gì đã xảy ra với chuyến bay và người thân của họ. Và họ cho rằng là công việc tìm kiếm sẽ cần phải được tiếp tục bởi vì đây không hẳn là vì lý do nhân đạo mà là phải tìm cho ra được nguyên nhân máy bay mất tích bởi vì điều này là rất quan trọng đối với an ninh và an toàn hàng không. Và luồng dư luận thứ ba là đến từ báo chí xã hội. Sau gần một năm thì ngày càng xuất hiện nhiều giả thuyết về máy bay MH370. Nào là máy bay này đã bị rơi xuống biển Nam Ấn Độ Dương, đã bay về phía Nam Cực và mất tích ở đó. Và ly kỳ hơn nữa là đã bị rơi xuống hố đen vũ trụ và đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Tuy nhiên thì do việc thiếu bằng chứng nên đã không có giả thuyết nào mang tính chắc chắn cả. Trở lại với sự kiện một năm máy bay MH370, thì chính phủ Malaysia sẽ không tổ chức một sự kiện chính thức nào để mà kỷ niệm việc này. Và dự kiến thì sẽ có một báo cáo về kết quả điều tra sơ bộ máy bay MH370 sẽ được công bố vào ngày 7 tháng 3. Và lúc này thì đã có khá đông thân nhân các hành khách chuyến bay MH370 từ Trung Quốc đã tới Kuala Lumpur. Và họ dự kiến sẽ tổ chức một buổi lễ kỷ niệm một năm máy bay MH370 mất tích vào chiều ngày 8 tháng 3 với chủ đề buổi lễ là Search On, có nghĩa là tiếp tục tìm kiếm. Điều này thể hiện một phần cái mong muốn của họ là công cuộc tìm kiếm máy bay cần phải được tiếp tục và cũng thể hiện phần nào cái niềm hy vọng của họ cho dù là rất mong manh. Hữu Hưng, phóng viên Truyền Việt Nam tại Kuala Lumpur, Malaysia.